2660 xin chào anh chị em và các bạn thân mến. Thường những người ở xa khi mà mình bắt đầu học diện chẩn thì mình không biết là bắt đầu mình tìm hiểu tài liệu ở đâu và như thế nào, đúng không ạ? Và khi mà mình ở xa thì mình cũng cần nhất là có được một cái nhóm nào đó để hỗ trợ mình giải đáp những cái vướng mắc trong quá trình mình học. Thế thì mình hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng của anh chị em, những người ở xa, thì mình có những cái tư liệu này, có những cái tài liệu gửi đến anh chị và có những cái nhóm để hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn, trả lời thắc mắc cho anh chị chọn đời nhé anh chị nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bài học là nguồn học liệu diện chẩn và nhóm hỗ trợ chọn đời. Thì mình có đưa ra 6 cái nguồn học liệu này và cái nhóm hỗ trợ này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đầu tiên là học diện chẩn online. Thế thì nếu những cái anh chị ở xa mà các anh chị muốn gì ạ? Muốn học diện chẩn ấy, thì anh chị sẽ học như thế nào anh chị? Thì ngoài anh chị có thể học trên YouTube này, học qua Facebook này, học qua các video, thì có một cái trang gọi là diệnchẩnviet.net. Thì đây là trang chuyên dành để học online cho các anh chị ở xa. Thì trên cái trang này á, là tập hợp rất là nhiều bài giảng của các thầy diện chẩn nhiều năm rồi, các chuyên gia diện chẩn, các thầy đã có kinh nghiệm trong giảng dạy và trong kinh nghiệm thực tế điều trị bằng diện chẩn. Thì ở đây thì đang xây dựng những cái khóa học rất là bài bản anh chị ạ. Thì anh chị mới bắt đầu học diện chẩn ấy, thì anh chị có thể tham gia cái khóa học là diện chẩn căn bản, kiến thức nền tảng cho những người mới bắt đầu. Rồi ở trên trang này còn có những cái khóa diện chẩn thực hành, diện chẩn nâng cao, diện chẩn chuyên sâu anh chị nhé. Thì bây giờ mình thử vào tham quan cái trang web này như thế nào. Chúng ta sẽ gõ diện chẩn Việt ạ, .net. Thì nhiều anh chị đã biết rồi, nhiều anh chị thì đang tham gia khóa học này thì anh chị đã vào khóa này rồi. Đó, thì trên cái trang này, diệnchẩnviet.net. Thì hiện tại ở trên trang này đang có 6 khóa học và sắp tới sẽ thêm một số khóa nữa. Và hy vọng trong tương lai sẽ có đầy đủ các chuyên ngành, các chuyên đề cho anh chị có thể học. Đúng không ạ? Thì khi anh chị mà vào trang này rồi, mà anh chị có bất kỳ vướng mắc hỏi đáp gì thì anh chị có thể hỏi đáp luôn ở đây ạ, trong cái chatbook ở đây. Hoặc là trong quá trình anh chị học ấy, anh chị đang học mà anh chị có vấn đề thắc mắc hay có vướng mắc gì, có những cái điều gì mà chưa hiểu trong bài giảng thì anh chị có thể chat luôn ở trong cái phần này, đúng không ạ? Trong cái phần chat trực tuyến này, như vậy rất dễ dàng và đơn giản để anh chị có thể được hỗ trợ ngay, đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà anh chị mà muốn đăng ký những cái khóa học ấy thì chúng ta chọn các khóa học ở đây, và chúng ta kích vào, ví dụ chúng ta chọn khóa học diện chẩn kiến thức căn bản nền tảng này, mà khóa mà anh chị đang học này, xong các anh chị bấm vào đăng ký tham gia. Đấy, đăng ký tham gia ở đây, xong bắt đầu các anh chị bấm thanh toán để trả học phí, rồi nhập họ tên này, email này, số điện thoại này, địa chỉ này, đó, nhập vào đây. Thì sau đó thì sẽ có người gì ạ, gửi về đến cái mã về cho anh chị, hoặc là chúng ta sẽ gửi mã qua online để anh chị có thể học được luôn ạ. Anh chị có thể điền đầy đủ những cái thông tin vào đây ạ. Thì cuối cùng là khi mà mình tạo tài khoản cái thứ, hoặc người ta gửi những cái địa chỉ này về cho anh chị thì nó sẽ mới được chính xác được. Đó, sau đó vào đây các anh chị có thể chọn hình thức thanh toán thu tiền tại nhà, thì anh chị nhập đầy đủ cái địa chỉ nhà mình vào đây, hoặc là chúng ta có thể gì ạ, chuyển khoản qua ngân hàng theo số tài khoản đây, sau đó các anh chị bấm hoàn thành là xong. Đấy, như vậy các anh chị đăng ký khóa học ở trên này cũng rất là dễ dàng, đơn giản, đúng không ạ? Và sau đó thì anh chị có thể xem những cái blog, những cái bài viết, những cái video hướng dẫn cách mình học làm sao cho hiệu quả nhất ở trong cái blog ở đây ạ. Đó, đó là cái trang thứ nhất, là cái trang hướng dẫn cho anh chị ạ. Hướng dẫn cho anh chị là làm sao để có thể học online một cách có hệ thống và bài bản ạ. Đến cái trang thứ hai là nhóm hỗ trợ ạ. Thì những anh chị nào đã đăng ký học tại diệnchẩnviet.net rồi thì anh chị hãy gia nhập vào cái nhóm này anh chị nhé. Gia nhập nhóm là Diện Chẩn Việt Online. Đó, thì chúng ta sẽ vào cái nhóm này. Thì bây giờ chúng ta đăng nhập vào cái trang này như thế nào? Đấy, thì nếu mà muốn vào được cái trang hỗ trợ này ạ, thì chúng ta phải có Facebook nhé anh chị nhé. Thì hầu như bây giờ tất cả mọi người đều có Facebook rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta đăng nhập vào Facebook ở trên máy tính hoặc trên điện thoại của chúng ta. Sau đó chúng ta gõ này. Chúng ta gõ vào cái thanh tìm kiếm này là Diện Chẩn Việt. Các anh chị là gõ là có dấu anh chị nhé. Có dấu. Có dấu và viết như bình thường thôi. Có dấu và có dấu cách. Diện Chẩn Việt Online. Đọc như nào thì gõ hệt như vậy ạ. Đấy, sau đó chúng ta bấm vào tìm kiếm. Bấm tìm kiếm ở đây. Đấy, thì nó hiện ngay ra trang Diện Chẩn Việt như này. Thì trang này là trang chuyên dành cho gì ạ?
cái nhóm này là chuyên dành cho các anh chị gì đã học online rồi, thì anh chị vào đây có thể đăng bài hỏi đáp hoặc là báo cáo kết quả thành công vướng mắc, thì trên này anh chị có thể gửi ảnh, gửi video vân vân vào đây anh chị nhé. Và đồng thời anh chị có thể xem được những cái video gì ạ, những cái video hỗ trợ trực tuyến, những video của các thầy diện trần của thầy Vũ Văn Hội ở trên này anh chị nhé. Ví dụ có một cái video mới quay cách đây ngày 27 tháng 6 này, mới có mấy hôm này này, 6.393 lượt xem này. Thì ở trên này thì sẽ cập nhật những cái kiến thức mới nhất cho anh chị ạ. Hoặc là có bất kỳ câu hỏi vướng mắc gì khi anh chị học online thì anh chị vào đây đấy, hoặc là hỗ trợ về những cái bệnh tình gì đó thì anh chị vào đây. Khi mà anh chị vào thì anh chị nhớ là gì ạ, bấm vào xin tham gia, bấm vào xin tham gia ở đây này. Đấy, đây là đã tham gia rồi, có nút tham gia ở đây thì anh chị bấm vào xin tham gia nhé. Đó là trang thứ hai ạ. Trang thứ hai anh chị có thể vào được, đó là nhóm hỗ trợ diện trần online. Rồi cái trang thứ ba anh chị có thể giúp cho quá trình của anh chị có thể học được tốt hơn, đó là trang tra huyệt diện trần.vn. Thì anh chị vẫn vào internet này, sau đó anh chị gõ là diện trần việt.vn. Thì cái trang này cung cấp cho mình dạ những cái tài liệu, những cái kiến thức của diện trần anh chị ạ. Thì ở đây tất cả những kiến thức của diện trần đều ở đây, hoặc những cái thông báo mới nhất anh chị ạ thì có ở trên cái trang này. Đấy, trang này rất là nhiều tư liệu anh chị nhé. Đó, hoặc là gì, chúng ta có thể tra cứu vào các bệnh, rồi chúng ta có thể xem các phác đồ ở gì ở trong cái danh mục này. Thì trên cái trang này cha đã chia ra thành gì ạ, thành các hệ bệnh rồi. Ví dụ anh chị có vấn đề vùng đầu, chúng ta xem bấm vào vùng đầu rất là dễ cho các anh chị. Hoặc là chúng ta đang chữa cho một người có vấn đề về bụng thì chúng ta sẽ bấm vào cái vùng bụng ấy, để chúng ta gì ạ, chúng ta tìm đến những cái bài viết để mình có thể hỗ trợ được cho người ta. Ví dụ ở đây này, đây họng cổ gáy này, ngực vú này, mông này, cột sống này, đùi nhượng chân, bàn chân này, phổi này, là bàng quang ruột non này. Đấy, ví dụ như chúng ta quan tâm đến bàng quang ruột non ruột già thì đây đấy. Rồi bây giờ chúng ta muốn tra huyệt một cách rất là nhanh chóng anh chị nhé, thì anh chị bấm vào cái phần tra huyệt này này. Đấy, thì ở dưới này ạ, dưới này nó có cái bảng tra huyệt và chúng ta sẽ gõ cái số huyệt vào đây. Ví dụ chúng ta gõ là các dãy huyệt, một dãy huyệt vào đây anh chị nhé. Thì rất nhiều trang người ta chỉ cho gõ một huyệt thôi, nhưng trên này thì cho phép là chúng ta gì ạ, gõ nhiều huyệt, một dãy các huyệt. Đó, rồi ví dụ như này, hoặc là chúng ta gõ một cái phác đồ rất là nhiều huyệt vào đây, sau đó chúng ta các anh chị nhớ là phải gì ạ, bấm vào cái kính núp đây này thì chúng ta tìm kiếm. Thì rất là nhanh chóng ở dưới này hiện ra ngay vị trí các huyệt của chúng ta, và chúng ta có thể phóng to ra như thế này anh chị nhé, phóng to và chúng ta kéo như thế này rất là dễ dàng đúng không ạ. Đấy, ở bên mặt bên này anh thế này đấy, rất là dễ. Còn để xem được tác dụng của các huyệt rồi xem được cái video của các huyệt này thì anh chị gì ạ, phải đăng ký nha anh chị, anh chị nhá, các anh chị phải đăng ký ở đây này, bấm vào nút đăng ký đấy, hoặc là xem hướng dẫn để chúng ta có thể gì ạ, có thể đăng ký vào đây đấy, đăng ký ở đây này đấy, đăng ký ở đây để chúng ta có thể xem được tác dụng của các huyệt ở đây. Yeah. Như vậy là chúng ta vừa xong cái trang gì ạ, trang thứ ba, tra huyệt trên trang diện trần việt.vn. Trang thứ tư là gì ạ, website diện trần việt.com. Đây là một trang mà được mình xây dựng từ lâu rồi anh chị nhé, xây dựng từ những năm 2013. Đó, thì trang này cũng tập hợp rất là nhiều các tư liệu của diện trần, thì anh chị có thể xem ở trên này. Đó, rất là nhiều bài viết của các thầy ở đây. Đấy, một kho tư liệu rất là khổng lồ. Cái trang diện trần việt.vn là nó mới hơn, thì nó bao gồm có những cái tính năng tra huyệt, được các phác đồ rất là dễ. Còn trang này là trang giống như kiểu blog ấy, xây dựng từ lâu rồi, cách đây khoảng 7-8 năm rồi. Nhưng mà trang này đang có rất là nhiều bài viết lưu trữ ở trên này nhé. Rồi chúng ta xem rồi, cái trang thứ 5 là gì, Facebook diện trần việt.com. À, cái Facebook này là gì, đây là cái fanpage anh chị nhé. Anh chị vào Facebook, sau đó anh chị cứ gõ này, chúng ta cứ gõ là gì ạ, là diện trần Việt. Gõ diện trần Việt ở đây. Thì diện trần Việt ý, là diện trần là cái tên nói chung của thầy Châu đặt ra cho phương pháp diện trần. Còn diện trần Việt là do mình đặt ra, đó là một cái tên, một cái thương hiệu riêng nhá, một cái nhánh của diện trần do mình lập ra. Thì diện trần Việt bây giờ là gì ạ, là một cái trung tâm giảng dạy, đào tạo và cung cấp dụng cụ diện trần chính hãng cho thầy Bùi Quốc Châu nhá anh chị nhá. Đấy, do thầy Vũ Văn Hội, do mình làm trực tiếp, là người gì ạ, là đứng đầu nha anh chị nhá. Thì anh chị gõ vào diện trần Việt ở đây thì anh chị thấy cái nút thích thì anh chị bấm thích ở đây, thì có những cái bài viết thì nó sẽ hiện ngay lên cho mình xem, thì anh chị có thể vào đây. Thì cái trang này cũng giống như trang diện trần việt.com ấy, là gì ạ, nó là một cái kho tư liệu rất là khổng lồ, được viết từ năm 2013 đến giờ anh chị ạ. Và trên này có rất là nhiều bài viết, tất cả những bài viết mới, thông tin của diện trần mới nó sẽ hiện ra đây. Anh chị bấm vào nút thích này, thì nó sẽ tự động nó sẽ hiện lên Facebook của mình.
Và ở anh chị có thể khai thác được cái gì ở trên trang này, anh chị bấm vào cái mục video này anh chị này. Mục video ở đây. Thì ở đây tất cả những video báo cáo của các học viên từ trước đến giờ anh chị ạ. Kinh nghiệm chữa bệnh của họ là sao, họ đã làm thực tế như thế nào. Thì nó sẽ hiện hết ra đây anh chị nhé. Đây này. Đấy, video thực tế của diễn trần. Rồi video giảng diễn trần online live stream của mình cũng cho lên trên này. Đó, đây này, xem hoàn toàn miễn phí rồi chia sẻ kinh nghiệm của một chị học viên của mình này, 13 năm chữa vải nến này. Người chị xem video hướng dẫn của mình qua mạng thì chị làm sao cuối cùng chị cũng thành công, rồi cắt cơn cao huyết áp, rồi những video đi thực tế nhà thầy Nguyễn Anh Kỳ, rồi video vào thăm nhà thầy Châu trên Sài Gòn, rồi các video hướng dẫn sử dụng dụng cụ, tất cả nó có ở đây ạ. Tức là đây là trang video rất là lớn anh chị nhé. Rồi nữa là gì ạ? Thứ sáu là trang YouTube Diễn Trần Việt anh chị ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem YouTube Diễn Trần Việt này. Chúng ta gõ là YouTube này .com này. Đấy, sau đó anh chị gõ vào đây là Diễn Trần Việt. Đấy. Hoặc là các anh chị vào YouTube rồi, anh chị trên cái app của điện thoại, anh chị vào YouTube rồi anh chị gõ trên cái thanh tìm kiếm này này, gõ là Diễn Trần Việt nhé. Đấy, gõ Diễn Trần Việt thì nó sẽ hiện ngay ra cái trang này này, trang Diễn Trần Việt. Trang này cũng rất là đông người đăng ký anh chị nhá, và cái số lượng video là 500 video rồi. Rất là nhiều anh chị ạ. Thì trang này nó cũng tập hợp rất là tất cả những cái video diễn trần của mình từ trước đến giờ, rồi báo cáo của các học viên, cũng giống như trang Facebook thôi. Anh chị có thể xem trên trang Facebook vừa rồi hoặc là xem trên trang YouTube ở đây. Thì có rất là nhiều ở đây ạ. Thì anh chị có thể bấm vào cái nút tìm kiếm ở đây này. Tìm kiếm, khi đã vào trang Diễn Trần Việt đây rồi, anh chị bấm nút tìm kiếm đây, tìm những cái chủ đề mà mình quan tâm. Chứ anh chị có thể tìm là gì ạ? Tiểu đường. Đó thì hiện ra tất cả những video về tiểu đường từ trước đến giờ cho anh chị xem. Ví dụ 13 năm tiểu đường rồi đã bỏ thuốc này, 3 bước diễn trần khắc chế tiểu đường này, 15 năm sinh lý kém, anh này cũng bị tiểu đường ạ, đã tốt nhờ âm dương khí công này. Đấy, con trai chữa dứt 10 năm tiểu đêm mà yếu sinh lý cho bà đó. Thì tất cả những trang này anh chị đều có thể gì ạ? Đều có thể tìm kiếm được. Rồi, kể cả cái trang này nữa, trang Diễn Trần Việt .vn, anh chị cũng có thể tìm kiếm rất là dễ dàng nhé. Anh chị có thể bấm vào nút tìm kiếm này, ví dụ anh chị tìm kiếm là bệnh tiểu đường chẳng hạn. Chị thấy không ạ? Đấy. Gõ ở đây tiểu đường thì nó hiện ra tất cả các bệnh tiểu đường đây, các phác đồ đây. Dễ không nào? Rất là nhanh, rất là tiện đúng không ạ? Tra cứu rất là gọn gàng. Ví dụ anh chị gõ ở đây đau lưng ở đây. Đó, đau lưng. Thế nào cũng ra tất cả các bài viết đau lưng rất là nhanh gọn. Tóm lại là cái trang Diễn Trần Việt này rất là thuận tiện để các anh chị có thể tự học, tự ra tra cứu anh chị nhá. Một nguồn tài liệu rất là khổng lồ và hoàn toàn miễn phí. Giữa một cái biển cả thông tin như này, bây giờ nó rất là mở anh chị ạ. Và diễn trần với cái quan điểm là gì ạ? Nắm chặt bàn tay được 1, mở rộng bàn tay được 10. Cung cấp tất cả cho anh chị, tất cả những cái kiến thức của diễn trần mà không hề giấu giếm một chút nào. Anh chị hoàn toàn có thể xem được ở bất cứ nơi đâu và bất cứ ở đâu mà hoàn toàn miễn phí anh chị ạ. Vì thế là anh chị chịu khó xem nhé. Chịu khó xem, chịu khó tìm kiếm. Anh chị tìm kiếm ở đây là được này. Nói tóm lại trang nào cũng có nút tìm kiếm để anh chị có thể dễ khai thác được cái nguồn học liệu vậy. Như vậy qua video này á, đã giới thiệu cho anh chị dạ 6 cái nguồn tài liệu, 6 cái nguồn cung cấp cho anh chị những cái tài liệu diễn trần này. Rồi những cái video diễn trần này anh chị hoàn toàn có thể dạ khai thác chúng một cách triệt để đúng không ạ? Ngoài ra anh chị có thể vào Google, anh chị gõ cái từ khóa mà anh chị quan tâm cộng với cả diễn trần nữa. Ví dụ anh chị vào Google, mình hướng dẫn luôn nhé. Có thể anh chị vào đây này, anh chị gõ Google này. Đấy. Rồi anh chị gõ gì? Gõ đau lưng, một cái từ khóa mà anh chị quan tâm. Sau đó anh chị gõ thêm là chữ diễn trần vào. Đấy, gõ thêm chữ diễn trần. Và nó sẽ hiện ra tất cả những bài viết về diễn trần ở đây cho anh chị nhé. Đó. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn cho anh chị những cái cách mà để chúng ta tra cứu, rồi những cái nhóm hỗ trợ cho anh chị. Dù anh chị có học từ xa, anh chị tự nghiên cứu, anh chị hoàn toàn yên tâm. Tại vì đồng hành cùng anh chị luôn có các thầy, có những chuyên gia diễn trần luôn sát cánh bên anh chị. Và anh chị chỉ cần chat và đặt câu hỏi trong đó và trao đổi, gửi video, gửi tin nhắn, gửi câu hỏi trong đó là anh chị hoàn toàn có thể được hỗ trợ nhé. Rồi cảm ơn cả nhà mình, hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.